Rất là nhiều chị em muốn cải thiện cái vòng 1 đúng không ạ? Đó, và có những chị em thì bạn thấy là vòng 1 để nó nhỏ lép bẩm sinh rồi, hay là có những chị em mà sau khi mà tình trạng mình sinh con để cái xong mình cho con bú thì chúng ta mới bị nhỏ đi, thì các bạn thấy đấy là đối với những tình trạng ví dụ như sau sinh, hay là đến một độ tuổi nào đó chị em bị lép đi đó, hay là cho những chị em sử dụng những cái sản phẩm mà nó làm giảm cái vòng 1 của chị em thì bạn thấy là nó sẽ là tăng tốt hơn. Nếu mà khi mà chúng ta bổ sung những cái viên uống nội tiết hay là những viên uống tăng vòng 1 thì nó sẽ là tăng tốt hơn so với những chị em bị lép bẩm sinh. Lép bẩm sinh thì bạn sẽ thấy là nó là một cái tình trạng là giống như cái kiểu là chúng ta bị mãn tính ấy, nó do gen các thứ là nó rất là khó và rất là chậm, nhưng mà nó chậm nhưng mà nó vẫn có thể tăng size cho các chị em được, nếu mà chị em có một cái chế độ ăn uống dinh dưỡng và các chị em bổ sung những cái viên uống tăng vòng 1 thì nó sẽ giúp cho các chị em cải thiện, nhưng mà nó sẽ chậm hơn thôi mọi người nhé. Và đặc biệt là với những bạn mà dưới 18 tuổi thì các bạn thấy là khi mà chúng ta dùng nó vẫn nhanh hơn so với những cái độ tuổi, càng nhiều tuổi thì chúng ta thấy là sử dụng càng chậm, bởi vì lúc đó là cái nội tiết của chúng ta bị suy giảm nhiều hơn. Đó, thì trên tay mình đây là ba cái sản phẩm mà bên nhà mình khách hàng sử dụng rất là nhiều. Thứ nhất là sản phẩm Đào Thi. Đấy, đây là sản phẩm của Việt Nam mọi người nhé. Đấy, của hãng công ty MediCom. Đấy, tiếp theo là viên uống BBB của hãng Orihiro, một cái hãng rất là nổi tiếng của Nhật Bản rồi. Và tiếp theo là cái sản phẩm viên uống Yanhee của bệnh viện Yanhee, bệnh viện thẩm mỹ nổi tiếng, rất là nổi tiếng của Thái Lan rồi. Và cái sản phẩm này khách dùng cũng nhiều nữa. Có thể nói là đây là ba cái sản phẩm mà cái viên uống đường ngực mà hiện tại là khách sử dụng quá là nhiều. Đấy, và nhiều chị em có hỏi mình là chị ơi không biết là sử dụng cái loại nào để mà tăng size nhanh nhất hay là hiệu quả nhất, thì hôm nay mình sẽ giải đáp cho mọi người luôn. Thứ nhất là cái vòng 1 của các chị em, thứ nhất là nếu mà chị em nào bị do nội tiết tố, các bạn thấy là chỉ cần cân bằng nội tiết cái là cứ vòng 1 cứ thế là tăng size ầm ầm lên. Nhưng mà với những chị em mà các bạn thấy là nó bị suy giảm quá là nhiều rồi thì bao giờ nó cũng chậm, và tùy vào cái độ tuổi của mỗi người và sự hấp thu của mỗi người khác nhau thì cái mức tăng size nó cũng khác nhau. Trong này thì thực sự là mình không thể nói chắc chắn được là cái loại nào nó tăng nhanh hơn, bởi vì sao ạ? Cái lượng khách hàng sử dụng những cái sản phẩm này nó cũng đều có cái mức độ nhất định, ví dụ như có khách dùng loại này tăng nhanh hay là có khách dùng loại này tăng nhanh, nó sẽ là tùy. Nhưng mà để mà nói ví dụ như các chị em thấy là cái điều kiện kinh tế của mình nó ở mức độ nào phù hợp thì mình sẽ tư vấn cụ thể cho mọi người cái loại đấy mọi người nhé. Ví dụ như cái loại của viên uống bệnh viện Yanhee 100 viên đấy, giá chỉ hơn 300.000 một lọ như thế này thôi, nhưng mà 100 viên các bạn có thể sử dụng thoải mái luôn. Đó, và đối với cái sản phẩm của viện Yanhee này, mình thấy là đối với hàng Thái mình sẽ thấy là mình có một cái ưu điểm rất là hay, đó là giá thành của bên Thái nó rất là rẻ, rất là giá rất là tốt, mà cái hiệu quả của nó lại rất là cao. Từ những cái sản phẩm về làm đẹp, phụ khoa các loại mình thấy là nó rất là hiệu quả, hay là viên uống tăng vòng 1 mình thấy là rất là hiệu quả mà giá thành nó không cao một chút nào cả. Ví dụ như các bạn thấy dùng những loại hàng của Mỹ, của các thứ mình thấy là giá rất là đắt đỏ, tuy nhiên thì nhiều khi là chúng ta dùng còn không thấy hiệu quả mấy. Đó, ví dụ không biết là có phải là do cái cơ thể của người châu Âu đó lại khác người châu Á không, nhưng mà mình thấy là có rất là nhiều sản phẩm ở bên Mỹ các thứ là nó không hiệu quả bằng cái Thái Lan này đâu. Đấy các bạn, nếu mà bạn nào muốn dùng thử cái sản phẩm của bệnh viện Yanhee Thái Lan này các bạn có thể sử dụng nhá. Sản phẩm này là khách rất là ưa chuộng bởi vì giá thành nó vừa phải. Còn nếu mà khách hàng mà đã có điều kiện rồi, mọi người muốn cái sản phẩm tăng tốt, mọi người sử dụng cái sản phẩm Đào Thi trong mình. Đây là sản phẩm của Việt Nam thôi, nhưng mà nó được chiết xuất từ cái thành phần chính của nó chính là sâm tu nữ mọi người nhé. Đấy, sản phẩm cái sâm tu nữ thì nó rất là nhiều công dụng rồi. Đấy, nó công dụng của cái sâm tu nữ các bạn thấy là ngoài cái vấn đề ví dụ cải thiện vòng 1 nội tiết cho chị em thì nó còn cải thiện được cả làn da hay là cả về vấn đề sức khỏe bên trong. Đó, người khỏe hơn, cơ thể khỏe mạnh hơn, giảm stress hay là giảm bốc hỏa nóng trong, rất là nhiều vấn đề luôn. Và cái sản phẩm này có thể nói là một trong những sản phẩm tăng rất là nhanh. Đấy, tăng rất là nhanh, và giá thành của nó thì mình thấy là nếu mà so với nhiều loại thì mình thấy là giá nó cao. Đấy, nên là chị em nào mà có điều kiện kinh tế mọi người có thể sử dụng nhá. Đấy, hiện tại thì giá của công ty đưa ra đó nó sẽ là hơn 800.000, nhưng mà khi mà mua bên mình đấy thì các bạn sẽ được chiết khấu giá rất là tốt, nên là các bạn yên tâm là các bạn sẽ được giá rất là hời thôi, nên là các bạn yên tâm nhé. Tiếp theo là cái sản phẩm viên uống Oreo của Nhật Bản, thì mình thấy là cái sản phẩm của Nhật Bản mình thấy là bên Nhật Bản nó có ưu điểm đó là các bạn thấy sử dụng những cái sản phẩm của họ nó rất là chất lượng, nó không phải là quá nhanh nhưng mà nó hiệu quả và nó an toàn, rất là an toàn. Đó, nên là các bạn có thể sử dụng cho mình cái viên uống BB. Nhưng mà đặc biệt là cái sản phẩm này nó lại hay bị cái tình trạng là đứt hàng, đứt quãng á mọi người. Đó, có những lúc có hàng, những lúc cháy hàng, đâm ra là có những lúc mà khách hàng đang sử dụng mà tự dưng bị hết hàng đi, mình rất là ái ngại luôn mọi người ạ. Đấy, nên là mọi người nếu mà bạn nào mà có điều kiện thì chúng ta nên, nếu mà sử dụng cái sản phẩm của hãng Orihiro này, thì nó có nhiều sản phẩm lắm, sinh lý các thứ là nó có nhiều lắm, từ hàu, từ viên uống xương khớp, từ viên uống đẹp da các thứ, là mình thấy là cái Orihiro này nó nổi tiếng rồi. Đấy, Orihiro của Nhật Bản này nó quá là nổi tiếng rồi. Loại này thì mình thấy là giá thành nó cũng vừa phải thôi, 300 viên. Giá thì chỉ có hơn 400.000 một lọ như thế này thôi. Còn đấy rất là tốt, nên là bạn nào nếu mà đã có điều kiện sử dụng thì các bạn sử dụng 3 hộp luôn cho mình. Thì lúc mà có hàng thì mình sẽ gửi cho các bạn để các bạn sử dụng được đầy đủ, bởi vì chúng ta sẽ dùng một lộ trình là 3 hộp, ít nhất là 3 hộp. Cái Đào Thi thì các bạn sẽ dùng một lộ trình là 5 hộp, ít nhất là 5 hộp mọi người nhé. Đấy, giá thành của Đào Thi thì nếu mà các bạn lấy ra xỉ thì nó sẽ là hơn 500.000 nhá. Đó, nên là các bạn, còn cái loại này chỉ hơn 300.000 một lọ thôi. Đó, nó có cả kem bôi của nó luôn, mình thấy nó cũng rất là hiệu quả nữa. Đấy, tùy vào cái sở thích hay là nhu cầu cũng như là cái kinh tế của mỗi người thì mình sẽ tư vấn cho các bạn cái sản phẩm khác nhau để các bạn có thể lựa chọn. Thì cần tư vấn về cái sản phẩm những cái viên uống để tăng vòng 1 thì các bạn có thể liên hệ trực tiếp với mình. Và điều quan trọng mình lưu ý với mọi người để muốn tăng vòng 1 đó là các bạn phải kiên trì một thời gian. Không phải là ngày 1, ngày 2 chúng ta tăng được luôn, mà chúng ta phải dùng có thời gian. Đó, điều đầu tiên là phải dùng kiên trì một chút. Cái thứ hai nữa là bạn nào nếu có ấy thì chúng ta nên massage. Bạn nào bị sệ nhiều hay bị nhão nhiều chúng ta nên massage, nó sẽ săn chắc và giúp cho chúng ta cải thiện cái vấn đề sệ sẽ nhanh hơn. Đấy, nên massage hàng ngày mọi người nhé. Đấy, massage nó vừa giúp cho bạn máu lưu thông tốt này, tăng size này, vừa giúp cho bạn được phòng tránh được vấn đề ung thư vú các thứ nữa cơ. Nên là mọi người massage hàng ngày rất là tốt nhé. Đó. Tiếp theo là mọi người nên ăn những cái thực phẩm ví dụ như là tăng size, ví dụ như đủ hay bơ hay mầm các thứ, đó là nó sẽ tăng size cho bạn rất là tốt. Kết hợp cùng với những sản phẩm này thì nó sẽ cải thiện về nội tiết và tăng size rất là tốt. Hạn chế sử dụng những cái các loại kích thích, ví dụ như là rượu, bia, nước ngọt hay là các bạn thấy là cà phê. Đấy, các những loại thành phần có chứa caffeine nó cũng làm giảm, hay là những bạn mà ăn mẻ các loại á, đồ chua quá chua ấy, nó làm không có giúp cho bạn hỗ trợ về tăng size. Đây là các bạn lưu ý nhé. Thì còn tư vấn về những cái sản phẩm tăng vòng 1, thứ nhất là viên uống capsule của bệnh viện Yanhee, BBB của Orihiro hay là Đào Thi, các bạn có thể liên hệ với mình qua số là 0985 328298 Nguyễn Loan mọi người nhé. Xin chào cả nhà.